Ai nấy cũng kính dốc lòng kính lạy Phật, Pháp tăng thượng ở khắp mười phương. Dốc lòng kính lạy Phật, Pháp tăng thượng ở khắp mười. Dốc lòng kính lạy Phật, Pháp tăng thượng ở khắp mười phương. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương cung giảng ngồi tam bảo thế trọn đời giữ đạo theo từ tinh làm lành cùng phàm giới chúng sinh cầu Phật tự gia hộ tâm bồ đề kiên cố xa bể khổ sông mê trong quay về bờ giang cung giang đoàn dốc lòng kính lạy Phật, Pháp tăng thượng ở khắp mười phương. Con nay xin vì bổn ân ba khỏi pháp giới chúng sinh nguyện cho tam trường tiêu trừ dốc lòng sám hối. Đệ tử chúng con xin chi thành sám hối xưa kia gây nên bao ác nghiệp đều vì vô thị tham sân si bởi thân miệng ý phát sinh ra hết thay từ nay xin sám hối bao nghiệp chướng gây nên như thế đều tiêu tan một chút không còn niệm niệm cùng khắp trong cõi pháp độ chúng sinh chứng ngôi bất thoái. Sám hối phát nguyện rồi quy mạnh lễ A Di Đà Như Lai cùng Phật Pháp tăng thượng ở khắp mười phương. Thỉnh đại chúng ngồi. Lương bừa bên chiến đan khói thơm ngào ngạt muôn ngàn gọi xa lòng con kinh hương địa tạng và thương mà sự mình nam mô hương vân cai mô tan mà ta ta mô hương vân cai mô tan mà ta ta mô hương vân cai mô tan mà ta tinh công nghiệp truyền ngôn Tu li tu li ma tu li tu li tan ba an tu li tu li ma tu li tu li tan ba tinh tấn nghiệp chân ngôn an tu na li tu na li tu ma li sa ba an tu na li tu na li
ma chuẩn đồ hà man sa pha ma ma chuẩn đa sa ma nan ma sa pha ma ma chuẩn đồ hà man sa pha ma pha chuẩn đa sa ma nan ma sa pha ma ma chuẩn đồ hà man thô địa chuẩn ngôn nam mô đà nam man đô 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 địa vi tan bà hà nam mô tam man đà mô đà nam man đô 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 địa vi tan bà hà nam mô tam man đà mô đà nam man đô 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 địa vi tan bà hà pha hương giang chuẩn ngôn kinh lai tam giới tam quy bình mười vương phật còn nay phan nguyên lớn chi tùng kinh địa tạng mà đường khổ nếu có ai thấy nghe đế pha tâm bồ đề hiện môn bao thân đây sinh về nửa cực là khê ngày kinh pha phân ca sâu diệm diệm bao nghìn muôn nước kêu xuề đầu con nay nghe đế xin vương dư nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô đạo lợi thiên công hải hội phật bồ tát nam mô Thành Phật lại nữa này địa tạng. Có
không biết con vườn nào cũng giống ba la môn đại thần và dường giờ thành những người ra yêu đan mà bởi sinh đời chẳng không rơi phun tay khát lòng tự thường sợ thương ăn cùng đồ uống yên đến cho nghe khiến cho đường yên ổn những người bồ thế đương hưởng phổ truyền nhiều bồ trang nghe về sao làm vội xây thịnh cường thường gây sư em chung anh tâm thiện đường đồ khi công đương đầy đủ sẽ thi hành thành phật sống đó ca chung sinh để toàn ý sinh từ đây nữa này địa đàng ở về đây sau này nếu có bị cục phương trong rồi mà là buồn cũng nhân dân thôi thôi làm việc phụ tiền cũng giang và vô thi thi đường hưởng lợi ích nhiều vô lượng vô biên tất sang thế nghị bàn nếu đem việc phong đau ý hưởng đạo bồ đề điều sẽ được thành phật hoặc chỉ là qua ba vô đề thịt và vương vì thay này đi tham ông nên quyền tận cả chúng sinh ở đây sau đây nên làm như thế này nữa này địa tạng có thiên nam định nữ đối trong đa vô đề trong đồ trụ thiền gần dù chỉ là nhân nhân như sơ tờ bảy bụi thì người đó không được phong bao chẳng hề hết này nữa này địa tạng có thiên nam định nữ cảm thấy anh đang vẫn kinh hình thì nhờ hơn gọi trời để đem không đứng thôi hướng nào bồ đề thì các phong qua kia không có gì dành nghiệp này nữa này địa tạng có thiên tham tìm được ám kinh thiên đại đưa mà sinh tâm hoàn đi hoặc nghe một câu văn đang nghe một bài kệ mà cung kinh cũng gian thân thân tu chỉ kinh đèn trên ba dung cao cho chúng sinh đường biển thân trang thế nghị và nếu mà đem mỗi hướng đã vô thượng bồ đề thân ca nhân người đó để sẽ được thành phần đồ vô lượng chúng sinh cũng lên ngồi sinh sang lại nữa này địa tạng tìm được nếu các chúa tam thương thất vân và bồ tát cùng kinh đến đây ở sắp đồ hạ cổ đàn ba thứ minh tô bồ hát dạy người đủ bồ những người pha tam bay ở trong ba bể kia nắng vào vô đường nhỏ con người chú di nghĩ thêm làm vừa chuyển lần để ta trên thêm vào giáo hòa càng đường đỏ đều ba lắm lanh lanh dự và hành tiền được các con đường lớn đất chẳng thể nghỉ bàn lại nữa này địa tạng có thiên nam thiên nữ đối trong chính pháp phân đơn được cao vị thế nào bố thế công giáo tu sửa cho thập phật ở ân tâm kinh điển nhân đến cao việc nhỏ như do nước mây vui hạ càng học vị trần vô thượng bồ đề hết thảy những người đó được công được phổ lượng hòa đem công đức ấy hồi hướng cho người lần còn sống hoa đã chế thấy đều được lợi từ minh cũng sẽ được suốt ba đời yên vui thì được không buồn phần bởi vì để cho hết nay không địa thần người nhưng riêng danh công đức bố thì là như thế kinh ban nguyên có bồ tát địa đàm phẩm thứ 11 nói về địa thần hộ pháp ngay đúng bây giờ ông khiến đạo địa thần được Phật giảng kinh lai đức thế tôn con thứ sở đầy này đã cung kinh cung giang nhất nhiều đại bồ tát đều chứng đưa thân đông và trí tuệ biển tài độ khắp chúng sanh người đất chẳng thể nghĩ nghĩ những ai để thắng đây so cao bồ tát đó thân chẳng thể nghĩ bàn kinh lai đức thế tôn bồ tát địa đằng này có nhân dân dân luân với có diêm phù đề cũng giống như bồ tát văn thù và phổ hiền quan tâm và đế chi cũng gì nào bồ tát muốn được khả thần hình để đo đoan chúng sinh đoan nội trong sào đèo bán nguyên và vi đó còn con lúc làm xong nhưng ai đi thăng đây vi phạm nguyện rộng hơn giao hoa cho ai đây chúng sinh trong sào đường của trăm nghìn đây nơi trong cầm mười vườn gọi cùng chẳng thể đôi các loài chúng sinh ngày kinh lấy thực thể đồn còn thay nhau ý thân của được phật thể đồn sẽ thấy ở đây sau nếu có chúng sinh nào sẽ xây hương vị đàn tại đây cho mình ở rồi lấy cả phật dùng như đan đa thay xây xây thân tham thần tờ ở trong cô đô với anh bồ tát địa đàng bằng vang bằng đô sai lê cô đa thần đùng đinh lê và cùng ra thì ngay đương ương mới đều đầy lần bốn la đan cô mâm ở nửa thổ tươi hà la đan cô đức ăn ổn lộ dài ba la người đã sẽ được sinh lên cõi trời hiện nơi đường yên vui năm con nguyện vị trí ước nơi tại ý là sao không có tay hoa viên đường thử sự bày ca sư thôi để sẽ chẳng bị ảo tồn tam chẳng bị bóng bị lia hàng cả ảo bồng nếu có thần hộ về mới là thân cao đường ngang nhân diện chính đạo kinh lai được thể tồn nếu có chúng sinh nào đời này và để sao nghe đường và làm theo đường như loài còn nổi thì không đứng lấy như con vừa trình bày kinh lai được thể tồn có thiên nam thì nữ sao nơi ở
cô minh ma cô bạn kinh này không sanh anh con thân cô bồ tát địa đàng nếu ma thân công kinh chiêm lễ và cùng ra lại đâu thông đô chi bộ kinh địa đàng này để nghe đêm tu cho hệ thầy hệ đồ tha ca năn nhường đường đưa gặp cửa thử sự cùng ca lan lân nhớ hệ thế từ sự sai khi nó an thân quen thuộc của người đó để đưa soi minh an và tuột đêm lung bảy giờ ông kiên lao địa thần rằng sư thân thông công ca thân thông chánh kỳ bởi vì để cho nên đã coi nhiệm phụ đề từ ca văn bao lần nhân tình cả kẻ có đều nhớ ông giữ gìn mà chủ được ở đời khen người vào hồ trì người đâu thông kinh văn và cùng giảng địa đàng thì công đức con đức tăng lên đầm bồi thần lơ con nay cũng tăng lên đầm bồi đây khiến lao địa thần có thiên thần thiên nữ cũng giang vô tay ấy ấy đâu tụng kinh này dù năm đương nguyên do theo trong kinh đã dạy thì em ngay khi ấy phải đây hết sự bình và hồ sinh ấy đứng để cho hệ thầy đến với những người đó hồn chi là con thế người đưa sự đường ngư chẳng những mô minh không ấy ủng hộ người đó bà con có thể thỉnh phạm vương cả thiên chủ ở các con gái trai cũng hộ chỉ người đó vì sao lại như thế cùng kinh và cùng giao kinh thương của bồ tát lại đông cùng kinh điển của bồ tát địa tạng nhận đến đời đây sao dù được sinh chỗ nào cùng đức phong ba lần công đức chẳng nghỉ bàn hồi hướng đạo bồ đề thì các thiên nam tư và thiên nữ nhận đây sẽ đoái ra sinh tư chứng gây vui niệm bàn thiên thế sẽ lãnh vấn độ vô lượng chúng sinh kinh ban nguyên của bồ tát địa tạng nói về đây đừng nghe được thầy bồ tát địa đàng ngay lúc bây giờ thử trên nhau kê của đức thích ca mâu ni như lai phóng ra trăm nghìn vạn đường ca thiên sang gần như là thiên mau sang vào trần thiên sang có tương lai thiên sang tương lành lớn thiên sang tương như ngao thiên sang tương ngẫu lớn thiên sang có mau thêm thiên sang mau tìm đơn thiên sang màu xanh lớn, thiên sang màu xanh bia, thiên sang xanh biển lớn, thiên sang có màu đỏ, thiên sang màu đỏ lớn, thiên sang màu quang lục, thiên sang quang lục lớn, thiên sang màu vàng rồng, thiên sang vàng rồng lớn, thiên sang thương mây lạnh, thiên sang mây lạnh lớn, thiên sang im vòng tròn, thiên sang vòng tròn lớn, thiên sang như vòng bao, thiên sang vòng bao lớn. Thiên sang mặt trời lớn, thiên sang như mặt trăng, thiên sang mặt trăng lớn, thiên sang như cung điện, thiên sang cung điện lớn, thiên sang mây biển lớn, giờ sẽ đinh đạo có nước như lại phong ra những thiên sang như thế, rồi ngay lại phát ra những âm thanh vị diệu và ba khả lai chung chưa thiên lòng bản bồ. Trong pháp hội rằng hôm nay ơi thiên cung giữa cõi trời đạo đời trong con mắt đây đây hãy nghe như lời nói bồ tát đi tăng đây ngươi đã tu chứng được không đương hoa lân đông chi thế chẳng nghỉ nghỉ cũng chẳng thể nghỉ nghỉ và xa đang giang chứng ngôi vị bồ sư chỉ vì đại nguyện sâu rộng độ cả chúng sinh đến thân tại đây đây coi năng nhiệm phụ đề để đô là chúng sinh công đức và lấy có vô tại địa đàng dù như lai ngó nói trải qua một nửa kia cũng không sao nói công đức của địa đàng cao ông trong ơi đây đến tìm theo lời phật trong sông gọi khi ấy có một vị bồ tát tên là quan thế âm tư toàn người đứng dậy cùng kinh và chắp tay quỳ xuống bạch phật rằng kinh lạy đức thế tôn địa tăng bậc đại sĩ mà hóa ra sang nghi muốn được cả thần linh ở trong cả thế giới như so bị trần mà ra hoa chúng sinh cho quay về bờ ra công đức và lợi thần đông cũng chỉ thế cô bồ tát đi ăn sáng sẽ nghĩ bản đường và mười phần như lại thần đông công nghe ngay bồ tát đi đằng đây cả đức phân qua cơ các đức phân hiện tại cả đức phân vi lai cũng khen người như thế dù trái muốn được khen ngay khen vẫn chẳng đủ vì sao lại như thế tu anh bài đề kiều có vô lượng công đức và vô lượng hạnh nguyện sống đó các chúng sinh đều khiến cho thành phần còn vương nghe được phân giải vô chúng hồi này về công đức thô đang viết công kinh cùng rằng thánh yêu của đề đà kính xin đưa đây đón vi hệ thầy chúng sinh đời nay và đây sau muốn làm phật sự ấy khiến cho chúng thiên long tam bộ các vị thần trong quan niệm phổ đề bề thế lê em theo phúc sinh theo hoàng nghiêm lúc bây giờ được phát niên ba vây bồ tát quan thế âm rằng bồ tát đi đăng đây có duyên dần dần lớn nếu con chúng chư thiên long thân và bản bồ thiên nam cung thiên nữ chúng đang chịu khổ nếu nghe được danh yêu ở thầy bồ tát mà sanh long ngoài kinh thân thân và kinh người
đối với Nam Bồ Đề Chánh Quang Bi Lai Thiên Tiên Thời Người Sinh Ra Nhân Ba Thiên Nhân Đại Đức Thượng Sinh Gọi Trời Đức Hưng Phong Ba Lân Chánh Quyền Nam Bồ Đề Đông Phong Tụng Y Sở Nay Bồ Tát Địa Tạng Vì Long Đại Từ Bi Đô Sa Tạp Tất Cả Ma Pha Đại Nguyện Đức Thế Độ Hệ Chúng Sinh Khiến Chúng Đó Đinh Vật Tí Mây Chúng Bồ Đề Như Lai Này Sẽ Nổi Về Công Đức Lấy Của Bồ Tát Địa Tạng Nhờ Vô Năng Vô Biên Sát Sinh Nghĩ Nghĩ Được Các Ông Ngay Năng Nghe Sinh Nghĩ Cho Thần Kỳ Đúng Bệ Sơ Liên bánh bánh được vật giang kính lai được đầy hoan chúng con đảm buồn nghề được phân niệm bảo rằng Bồ Tát Quan Thế Âm nhớ ngõ chúng chữ thiền đời nay và đời sau y hướng huyệt phụng bảo. Những vị coi trai đó thiên thử điện từ đường khi đây đêm sau nếu sao hiểu ra bà đã thấy đường của Bồ Tát Địa Tạng ở đường nghe danh yêu của Bồ Tát Địa Tạng. Công đường cô mô tại địa đàng mà sau mô long đánh xem bài rồi đỉnh lệ cùng kinh và cùng giang cùng đọc tổ chỉ kinh thì những chữ em đây đâu tôi dễ phục sinh không phải là vô cùng chẳng bao giờ phải loa bao bạn hơn cả đưa lại nữa quan địa âm ở về đây sau đây nếu có cả chúng sinh tham trong ba đường ngang và sao theo luận nội đến khi sao lầm chung ba đã nghe danh yêu của Bồ Tát Địa Tạng dù si la bồ tiên vương nghe loạn vở tài thì những chúng sinh ấy sẽ toàn đa vương ân được quyền thượng nghệ thần đến thiên toàn các cái đế bồ thì cùng rằng hòa thọ minh đơn ân tổng kinh địa đàng thì những chúng sinh đó được phục chẳng nhị bàn lại được an sinh đa sân đa thị tình từ hoa có chúng sinh đa giáp chế 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 hai mà thay ba thay ngay ngay thân cho nghiền đồ để nhà cơ dương vương tiền đa cơ chủ bảo đổi ban đề tô về hình tượng ngày địa thang thoát đỡ khẩn hoàn nạn nếu như mình nghe đang nghiệp qua chờ phải chế thì nhà công đức ấy dần dần khỏe ngày ngày lại thăng thêm thôi đó an lành đêm phù côi còn nếu như người thọ vẫn dừng thọ đã hết bạn hương là tội tạm mãi nhớ công đức đó đối tư sự phụ sinh nên đi sinh ngay say hóa sinh ngay nhìn dàn hướng soi vô cùng chẳng thể nghĩ bản được lại nữa quan thể âm có thiên thần tìm được khi ba mai sinh ra ba năm đến mười tuổi ba trai mai nghe thân công mày mị bật sầm thời khi lân lân đôi thương trang nghe nghệ thần một bé đang đông mai họ đoa là chỗ nào hỏi nó trong tạm đời thì ngay thiên nam tư ba thiên nữ nhận lời phát khai lâm chân thanh tô về hình tượng phật à nam tô năn về hình bồ tát địa đàng rồi sau long cung kinh chiếm đêm một ngày đêm thì quyền thông ấy sẽ nhận phùng bảo lớn nếu như con đang bị đoá là trong đường à trải qua bao kiếp sâu đâu dài phải vì sao nhưng mai nhớ thiên nam ba thiên nữ nhận đây cũng giang hay đi thẳng công quê ơi ưng cho đến thoại thời đổi cổ được sinh về trời người ưng phùng bảo đầu dài và đương ba pháp pháp dân tu tập tiền lên vĩnh viên xa đường ở nơi nghe thiên nam tư và thiên nữ nhận đầy dòng bó long cung kinh xem đề và cùng giang đồng tung thô chê kinh ba nguyên cổ bồ tát địa đàng trải trong vắng thời gian nơi mượn một ngày đêm của Bồ Tát Địa Tạng một ban biến xa lên thế nhưng thiên nhân này sẽ được ngay đi đang giúp thương toàn đồng lần đến vô vi đơn đinh đến chỉ bảo người đó khiến người đó biết được cho cha mẹ quyền thuộc và đinh nghiệm giờ sao hóa người đó khi ngu trong dòng bồng nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng vương dung thân lượng còn lượng dân thân thương người đó giao cao cả thế giới để gặp được cha mẹ anh em cùng quyền thuộc trong không một ngày đêm đêm đủ một nghìn tiền danh hiệu của Bồ Tát đánh nguyên địa thẳng vương so trong một nghìn ngày thì ngày ấy sẽ được cả thân ghi thô địa trong cõi khu vực ấy rồi đây ô về cho được an vui hạnh phúc không thay và bậc kỳ của ngài đại dung đông ngô theo thuận vượt sĩ đại con đường đi thẳng lấy phép xa độ cho khiến tâm đại văn đi thinh thiên trong trình đạo chế sinh về cõi phần lấy nước quan để âm ở về đây sau này có thiên nam tiền từ bồi pha tâm trong lớn cứu độ cả chúng sinh bồi pha tâm đô thiên đạo vô thượng bồ đề sinh từ trong bồ đời thời nên đô nam về hình tượng bồ đề kia rồi xong ấy long thanh cung kinh mà cùng rằng hưởng hoa vây phúc công thực ăn đồ đại sang long quy đạo tùng kinh địa tạng bảo đưa thanh sang quên không bị cản trở đưa lại đưa quan thế âm ở về đây sau đây ngõ thiên nam thiên nữ bồ con trang văn nữ sơ nguyện chưa vị trí thì phải đem quy công kinh mà cùng rằng
Có con nguyện về chi đây đều được như ý, đều đây thương văn nguyên sinh Bồ Tát Địa Tạng, sống trong tay từ bi đức xóa đúng ngộ sở, mãi mãi được bình yên thiên thu trên đường đạo. Thích ngay khi ô xe vọng thầy Bồ Tát, xa đâu thủ nghỉ sở lãnh nước quan thị âm. Ở về đây sau anh ngô thiên nam tình nữ, nhờ nhân dân khiêu sơ các kinh điển đầy thừa, và tinh đăng kiên khó khó mong được thủ trì. Đây là ngoài trường thủ đấng cho lãnh nguyên sau trải qua nhiều ngày đàn. Thì những thiên nam tư và thiên nữ nhận đầy, vì nghiên trong sâu dài đức chưa thừa thừa sư, nên đôi ca kinh đến đây thừa diệu đi sau. Cũng chẳng thể đầu tùng những hãng ấy như thế, nếu được nghe thành hiệu hoặc được thấy hình tướng của Bồ Tát Địa Tạng. Và dòng ấy long thanh cung kinh tâm giải bày, đầy đến hương hoa thoát đi phụng độ ẩn đường. Bồ Tát Địa Tạng vương rồi lấy về xin đưa đất sư thượng Bồ Tát. Đạo tung văn kinh đây một ngày đủ và thời, đời qua thế âm đã sáng sớm vừa rực rời. Đầy đủ cao ai nghĩ định để xin đường đầu. Bao ước đó cũng đó, rồi lấy kinh nam tư gây nông bội đành hồi. Như anh nghe thôi nghe cũng vậy lại hình đầy. Chẳng khai thăm thế nay trong cặp vậy đã thầm. Chẳng bóng ngươi ngư lương thêm vào không. Chẳng tuân ca mai ngươi ở suốt hai một ngày. Thì ca thiên nam tư và thiên nữ nhận đầy. Sẽ mong tay vô đa dung một nghìn hòa thần. Đến thân cho ngươi đó lấy nước rời đổ cho. Chỉ để thông minh xa xôi không biển đại, đôi kinh đến đại dương vương nghe qua một lần. Là nhớ bao yêu đương mãi mãi chẳng làm quên. Lại nữa quan để âm ở về đây sau hay có tiền đàn tình nữ. Ăn bao nhiêu thử thôn khâu chi cũng chẳng đỡ thân thế hay hôm đầu. Gặp nhau nếu ông giữ nhớ cửa chẳng bình yên. Hóa thân đi đang âm dương bị rồi lên. Khi ngô thì vông mi xem bao thầy sự âm. Và thêm nữa nhận đầy, được nghe thấy danh yêu và hình tượng Bồ Tát. Rồi sống bao lòng đánh cung kinh mà cũng ra. Niềm danh yêu của ngài vô mà biến trở lên. Thì các sư anh đang yết chương vừa kể trên. Chẳng còn chờ ngày nữa, rồi nay đã không được phúc ba chẳng nghỉ bàn. Của cái dân sống thông viên mà được nghỉ nguyện. Nhìn đến trong chiêm bao thương mong thầy niềm lành. Lại đưa quan thể âm. Có thiên nam thiên nữ nếu trao đỡ sinh hoa về công hay vì từ hoa về vệ sinh tư về cần kỳ phải đi dù pha vào dòng nuôi qua sông hay qua biển nhận đến cho yên đang chiến tranh cũng được lợi. Và thiên nữ nhận đời trước khi phát ra đi đến đâu tùng kinh này đây niềm vui vang ngân danh yêu Bồ Tát đây khi qua cho yên đang sẽ có cả thần linh thể theo bê hô về giúp đỡ cho người đâu. Thầy đế đế yên vui dù do áo hôn bé xóa xóa hệ sự tư hệ thanh găng chứ ai chẳng hay hưởng người đó lúc bây giờ được phát đến bao với Bồ Tát quan thế âm sang. Còn nhân dân dân lớn nên thường chủ gọi đây thì hình nghĩ một nữ vi chân cả thần đình đô thang an chung sinh đưa đến ngồi chỉnh ra dù như lại có nơi trái muốn nhìn được đâu. Việc làm của Địa Tạng bởi vì để cho em quan thế âm Bồ Tát. Hãy dùng thân thông lớn để hộ sĩ kịch này khiến cho các chúng sinh ngắm trong gọi xả bà được lấy lâu dài và yên vui mãi bài lúc bây giờ. Bao đi vi trong trời người ở ngay trong chung ngôi mà nói mãi kỳ sang. Sự uy thân Địa Tạng sinh như này bị được chẳng ai chẳng yêu chẳng thể nghĩ bản được. Hoặc trong cõi đại thiên, nghe danh yêu đề đang thấy tranh thượng Địa Tạng. Rồi giao lòng chiêm bái, cung kinh mà cùng rằng sẽ được các lời hình, yêu vô lượng bổ biển. Đến thiên lòng bản bộ, phong bái hiện ra, năm tầng đoạ đường ngạc. Để giao lòng quý y, đại sĩ Địa Tạng vương. Mọi tội giác dương sai, thông mong được tặng thêm. Quyền thu từ giờ sớm, tại khi lớn lên rồi, nghĩ ba đạo vẫn xưa. Một bia son sông thân, và quyền thuộc họ hàng. Ý tha sinh châu nào, tới cùng kinh cùng giang. Tổ về anh Địa Tạng, đồng chí kinh Địa Tạng. Đổi trong ngày một ngày, chân sĩ dành Địa Tạng. Mỗi lần chẳng đổi thay, tâm an chủ nguyện cầu. Được Địa Tạng đại sĩ, yên vô biển thần hình. Đời người thần bị đoà, nhờ Bồ Tát Địa Tạng thương bị độ lợi cho. Được người đây thay vang, xa độ thủ nghỉ cho. Nếu người muốn thu đau, vượt ra ngoài tầm rơi. Và chiêm bài Địa Tạng, mọi nghiệp khâu thiêu sư, âm thanh tựu sở nguyện. Muốn phá tham Bồ Đề, yêu độ hệ chúng sinh. Những đôi khác kinh điên, đây tự nghĩ đi sau. Mãi chẳng thể nhập tâm, phải biết những người đó do nghiệp dự để trước. Đầy niềm mỗi pha tâm, có hộ pháp đầy thừa. Thì nên hãy ân hoa, các vật dụng tuần đẹp.
Bồ Tát Địa Tạng Vương lại dùng bãi sen nước đã chờ tuần tưởng ngày trải qua bao ngày đêm rồi đêm được hưởng đó chẳng ăn thức hay đông giữa năm giới tịnh nghiêm niệm danh hiệu đại sĩ liền bông thay Bồ Tát thêm vô lượng thần linh lấy được quán tinh cho và còn thờ kỳ cho người đó khi tinh dây được thông minh chẳng suốt. Mọi kinh điển đại thừa và nghe đón vào tai nhớ mãi chẳng thể quên nhớ đi suy địa tăng từ khi thường đổ cho nếu có chúng sinh có yêu gây nhiều bệnh tật cầu chi không không được nếu sau lòng công nghênh xem đi thường địa tăng thì những số ngày đều dành được yên vui đại được chẳng chữ nên quy tăng đồng hộ cho đôi cao và biển lớn nhiều thô dơ quanh quanh nên quân nhọn đằng sơ à quy không an nhân đồng thân hòa dò đồng nhờ chẳng thể lắng nghe cha mọi người đó cung kính hệ địa tạng thì nghe anh đang nghe theo xây đường bình an này quan tâm mô tạng nghe như lại nổi gió bồ tháng đại sĩ đây có sự uy thần lớn sẽ kia so với chan quên thành càng rộng sâu nếu có chúng sinh nào được nghe danh Bồ Tát hoặc có chúng sinh nào được thấy tượng Bồ Tát chào và cao phở dùng đem dâng công Bồ Tát được phong bảo vô lượng trải qua nghiêm bốn kiếp đem bội hưởng Bồ Đề nguyện pháp giới chúng sinh được thoát ly sinh tử quê cháu sẽ thành Phật vì vậy quan thế âm nên dùng thần thông lớn thủ hộ cho người đó sớm tượng đạo Bồ Đề lại trên ba kinh này rộng khắp cõi mười phương đồng thanh ngồi chỉnh ra kinh văn nguyên của Bồ Tát Địa Tạng Phạm thứ mười ba phò trong tế thế độ cho nhận thiên lúc bây giờ được phát thanh ca mâu ni ra cảnh thầy sở phật bản đề chỉ thế công đây cũng không nghĩ bản đề biến thái công đây cũng không nghĩ bản đề bởi phân căn như lai cũng tan dưỡng về người nhưng biết làm con chẳng thể nghĩ bản đường cũng không hiện tại hiện nay đi tháng bồ tát ông đêm nhớ ngày này như nay ở đây đây giữa cùng trời đạo đời cùng chẳng in văn đức hằng a cha chư phật trong thiên lang uy anh cũng vậy tham bồ chung chim đang trong sào đường dây phó sâu trong ông đừng làm quyền đó đừng đeo xa lo lâu ai trong đường gà lại nữa này địa đàng chúng sinh ra khỏi này si tình chẳng chẳng định sơ lòng cao việc thiên hòa phá trung tâm lại phố trong lại thầy người để các ngang di ngang lên tăng lên đồn bồi vì thế nên như lai thường dùng trong phương tiện tỳ gan tinh trong sinh mong bồn mà đồ khiến tất cả đều được an vui trong trình đạo đi an dân thu tâm tiến tăng lên bờ xa lại đưa này địa đàng hôm nay đương như lai ân cần đem chung tranh gây ra phò trợ ông có thiên nam tư ai thiên nữ nhận nào nhận đến trời trong quy thần cung tam bổ chung ở trong đây mà bao nhiêu đủ chủ nhìn gần dù nhỏ như sơi lơ ta cùng bảy bụi dùng ý thân luận của ông để thu người đó đứng để hỏi thời trên đây nữa này địa tăng ở bên đây sau đây nếu có chung trời người thì theo yêu ba ông mà có sự đau khổ thân thương và đường ngang cánh có vây do liên sinh tầm nở giờ rồi đau đau thanh anh chi niệm thành hiệu phật và danh nghĩa văn nghi của vị bồ tát nào hoàng vô câu vô nghe ông kinh điển đại thừa dù sơ thần đồng lần hiến bốn nghìn hoa đơn ba đường trường người đó phá than điên ngô ngô đế dùng họ đời ra soi dây họ mê đế viết nghiêm bao nhìn qua khiến cho họ bao an lâm lành được phục lần thiên ca coi trời người hương soi vô lô đăng chẳng để đoạn đã được ngay lúc bây giờ được phát tinh ca bao ni điện đòi mày kể rằng đời này và đời sau đều có chung trời người sơ ma đa miền ẩn ẩn như đại đại ăn gan phó châu cho địa đàng dù sơ đại đăng đau và than địa ngủ cô cử và trong trăm lan nhân trình gọi chảy người tâm tâm khó trình và thỉnh thiên chẳng thôi lôi cho đêm chung bồ đề bày ra địa đàng vương đối trường đừng như đại cùng kinh và trăm tay quy gối mà bay được phật sang thỉnh lại đưa đây luôn xin thế thuận đừng lo đời vai trong văn văn có một niềm cùng kinh con sẽ dung vâng lên hoa lộ cho người đó biển ba năm lanh nguyên lưng và hành tiền bỏ lòng con thêm lên chẳng còn bị thầy trên bồ tát chính đang chỉnh ra ngay lúc bây giờ ở trong giữa pháp hội có một vị bồ tát hiểu ngay là ơi ông đang đi bạch bay được phật sang có
Quang tương hy đại lệ trên không trái đã lấy giới trong pháp hội này. Được nghe được đây luôn tân văn và nghịch người sự ý thân công đức của vô thần địa tạng. Chẳng thể nhị nghĩ được đều có thiên nam tư và thiên tư nhìn ở nhìn đến trong giới giống cung tam bộ vị thần ở đây sau này được nghe kinh địa tạng. Hương vô địa đàng thì chúng thân nhân đây được nhục phùng lời rằng cuối sinh đưa đây đón vì con cùng chúng hồi hiện diễn đưa đây đây và ở đời sau này. Cho chúng con muốn được nghe ngày khi ấy được phát đến ba vây vô tai hư không đẳng rằng này ông ngơ công tăng này ông hay là nghe như đại xe vì ông và các chúng trời người. Và nói do vì đâu ở trong đây sau này nếu có cả chúng sinh được thấy nghe kinh đây cũng hình tượng địa đàng rồi xuống cao thế quê như hương hoa đèn nền cùng kinh ngang ngang sang tổng tuôn của địa đàng rồi sau nghe long thanh ma đạo tụng kinh này này đem công đức ấy hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong ba đường sau nếu khắp mười phương. Và xong chẳng điện bà lại nữa không đáng. Nếu ở đây sau này có thiên nam thiên nữ được nghe kinh ban quên công đức của Bồ Tát Địa Đàng. Mà xong lòng công linh tân thân và cùng giang bộ kinh Địa Đàng này thì nghe được ương ai mười tám điều lời. Như ai sẽ nói do các ông hay đừng nghe. Một là Đức Thiên Long thường theo hộ vị cho ngày đông buồn lượn thêm và chờ các nhân lai có bờ thành vô thường bọn chẳng quan thoại chuyên đạo vô thường bồ đề thân dung tương đầy đủ chẳng thiếu sao thân thế bình quê không có bình tật gì bài xa thiết tai nạn đâu là công tật dịch tạo sang bế tay ai ra cửa công chiến tranh chỉ người khác nhìn thấy thường sinh lòng cùng kinh bởi được khác quy đơn thân theo hồ về cho bởi vô thân đàn ba kiếp sau là đàn ông. Con bác chân là địa phương, mời vợ thân thương tôn, mời phụng đều trả nghiệm, mời bọn thơ bệnh nghe, thức thang sinh khỏi trời, mời làm đeo làm người, thương lòng bằng địa phương. Thông biết do cả kiểm trược, mời bệnh nếu câu gì, thương thương tự tại y, mời tham quen thông đông, hoa tuần và mười về, mời xin thoát đỡ kê, ca ta nặng bất kỳ, hai mươi các nghĩa trường, thầy đều được trừ hết. Hãy mô đến chỗ nào để không bị trừng ngại. Hãy hai để chiêm bao thông bông thấy điểm lành. Hãy ba những người thân chết dễ đổi thời cô. Hãy bọn nhớ phung xưa được sinh nổi dùng sương. Hãy khắp mười phương hẹn người. Hãy sao được ca căn thông minh và đỉnh lời. Hãy bày lòng từ bi được bao chung dùng thập. Quyền định sẽ định phần lấy nơi này ư không thăng Bồ Tát. Theo ở đây sau này có thiên nam thiên nữ. Nhân nên ai trai giống vi thân tam bổ trung. Hiện tại mà vi đây nếu có ai nghe được. Danh hiệu đế thăng vương mà không kinh cùng sang. Mà pha tâm tinh niên sinh công vô thượng đạo. Thì ngay đó đây sao du sinh hồ chuẩn nào. Được phó lâm công đức và mây lầy như. Bồ la mau chứng đưa qua vị của bậc thành. Bà là đức chư và thương đến thủ hộ cho bọn là chẳng thoái chuyên thăng đến nở bồ đề nằm là bác đức tăng tâm nguyện thường kiện cô biết sao mọi sự việc bảy là sẽ viên mãn cho sao được thành phật thì đức thời toàn vương ơi sống đến đó trong chúng ngôi bây giờ có vô lượng chư phật định như lại khen ngay về công đức của Bồ Tát Địa Đàng từ xưa đến nay đã hiếm chưa từng có bây giờ thứ trên trời có mùa hoa bỏ xuống thiên được thiên nhau để cùng ra khi cũng phân Bồ Tát đi thăng và chung hội chẳng rồi hệ thay đây chúng để đường hoan hỷ lời là chào thay công đinh đinh lê được phát mà từ từ thoải đổi Bồ Tát Địa Đàng hết quyền hà cứ theo kinh bản thế của Bồ Tát Địa Đàng xem xe các nghiêm nhân đủ mô đường gồng cầm để kêu chẳng nghe nên nơi dòng lòng sầm hồi được công đức vô biên tất chẳng thể nghỉ bàn nguyện đem công đức ấy cầu sinh về thỉnh độ sẽ đem mỗi nỗi khổ quyết định sẽ định phật nam mô đức chư thập phương tăng nam mô đức chư thập phương tăng nam mô đại nguyện địa tăng vương bồ tát ma tát nam mô đại nguyện địa tăng vương bồ tát ma tát đại nguyện địa tăng vương bồ tát ma tát bát nhã thiên nhã chẳng khăn bàn đa sinh tinh đô la la đi nam mô a di đà bà sa đà đi đà đà di thi đô ma di a di đà thân đà bà di a di đà thi ga lần đề a di đà thi ga lần đà đà ga na
chi đa ca ni sa ba ha nam mô a di đà phật sa đa tha sa đa sa đa ni sa đa ni ni lo ba ti a di a tan nam ba ti ti ga lan ti a di a ti ga lan đa sa di đa 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 chi đa ca ni sa ba ha nam mô a di đà phật sa đa tha sa đa sa A di đà phật, A di đà tam đà phật, A di đà ti ca đàn đề, A di đà ti ca đàn đa, Sa sa na chi đà ca ni sa ba ha, Hồ đoàn cho thiên chi, Đức di đà như lai, Vạn quan tam thế chi, Không ngờ toàn chân đại, Tê đô khẩm bồn lai, Dô sa kiều chân đại, Nam mô liên chi oi đăng văn bồ tát ma ta, Nam mô liên chi oi đăng văn bồ tát ma ta. Tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa vang bát nhã ba la mật đà ngài soi đây năm vấn điều không hết đô ta thế tại cổ anh đây ông xa đầy từ không chẳng ở xa xa đức là ông không thường là xa thu đức anh đức cũng đều như thế đây ông xa đầy từ thường không có vay và không sinh cùng dễ không nhớ ông dạy không thèm cùng bờ không không có xa không có thu thường ấy từ không có mắt tay mũi lưỡi thần đi không có sang lãnh hương vị sổ pha không có nhân rơi cho nên không có hy thực rơi cũng không có cái hệ vô minh cho nên ra nên cũng không có cái hệ giả chế không có ngô năm thế đạo không có chỉ tuệ cũng không có chân đạo vì không có chỗ chân đạo nhà văn nhà ba là bận đà nên tâm không ngăn ngay vì không ngăn ngay nên không xa ai xa an mong tưởng điện đạo đã thay cơ kinh điện bàn cũng y ra văn nhà ba là bận đà ba đương đa vô đương sinh thăng sinh ra cho nên biết văn nhà ba là bận đà la lai đăng chu la lai minh chu la vô đăng chu la vô đăng đàn chu vô chân thủ không ngư vi vai nói ra vai chú văn nhà ba la mật đà điên nói vai chú rằng ye đê đê ba la ye đê ba la thăng ye đê bồ đê thần ba ha nhà ba la mật đà ye đê đê ba la ye đê ba la thăng ye đê bồ đê thần ba ha ba văn nhà ba la mật đà ye đê ye đê ba la thăng ye đê bồ đê thần ba ha ba văn nhà ba la mật đà đệ tử chúng con vì sưng em ma tâm thần rồi loạn khăn tinh mê ma vương nhân trần nghi trải về sinh âm sinh âm trong đông đê và ta khiến giải bày hoang vi vi văn đất chi thâm trăng đê vào kinh tương khi thông đêm dây ngồi bò do cầu kể qua ngồi lo che anh nhân đó dần đồn trong im tinh đê phương bởi nhờ nam cổ ta thân công mang dung nhanh nhớ xem đi để mà rồi tôi cũng chẳng nhớ nghĩ để không đụng cho bỏ con dơ 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 hệ thái chẳng duyên răng tánh chân là đang thêm đằng xe Bồ Tát trong gọi vào giới ngự gồng giới hệ thái hệ thanh thiên thân thiên lòng ban bộ và tư vi đương xót xăm thờ lờ đầm khiến cho không được tụng kinh đều đưa chú viên thành tựu huyền tâm môi hương quản đề hóa khí dinh chân nói lâm mong lúc say chú để cho chén thu đai thu âm thịnh lần lộn những loài căn niêm viên chém chú đai dù tha đê trên trầm hồi khiến cho thôi lộ điều đàn thương quay dê và cư vợ tạm định nguyện đêm công đức chi chú thùng kinh hồi hương quê ô pháp lòng tiền đình chú thân nơi sống định thiên trong tầm rời vô xuân giả lòng không mong đơn phung thiên bình an trang nghiêm đa hoa vô thượng bồ đề nguyện cho ngâm ngã vạn trời chúng sinh biến như lại phạm tình phật di đà bình vang dương giờ thường tuần tay trong sáng quần bì bì trang đa đồ di năm thôi mắt như bốn biển thần trong sáng Ma Bồ Tát cung thần vô biên, bốn mươi đam nguyện đó chúng sinh, chín pháp âm linh đang bị ngàn. Nam mô Đại Vương Cưng La Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Cưng La Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Đại Vương Cưng La Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam
mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật,
mô A Di Đà Phật, Nam 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 mô Quan Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam mô Quan
mô đại thế chi bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát tam mô đại thế chi bồ tát nam 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 mô địa tạng vương 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 bồ tát nam mô thanh tịnh đại chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại chúng bồ tát đại chúng Bồ Tát nam mô thanh tịnh 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 đại chúng Bồ Tát đại chúng Bồ Tát nam mô thanh tịnh đại chúng Bồ Tát nam mô thanh tịnh đại chúng Bồ Tát. Thỉnh đại chúng đứng lên. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, trên đền bốn trọng ân dưới cứu ba đường khổ, dưới cứu ba đường khổ nếu có ai thấy nghe, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề, đều phát tâm Bồ đề hết một báo thân này, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nguyện sinh Tây phương tịnh độ chung, nguyện sinh Tây phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phủ mẫu, cửu phẩm liên hoa vi phủ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật thứ quý Phật tương nguyện chúng sinh thể tại đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quy pháp tương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tăng trí tuệ như ai. Từ quy tăng tương nguyện chúng sinh tâm ly đại chúng nhất thiết vô ngại. Hòa nam thanh chúng nguyện di thử công đức vô cập ư nhất thiết ca đằng sư chúng sinh giải công thành Phật đạo A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.